sân khấu khoảnh khắc rực rỡ tuần này, đặc biệt chào đón sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh. Những khoảnh khắc tỏa sáng trong sự nghiệp cùng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau sẽ lần đầu được kể. Thực ra em nghĩ là mình còn rất là trẻ, mình còn nhiều sức, thì bất kỳ cơ hội nào mà tới với mình thì em luôn muốn là mình sẽ nắm bắt được cái cơ hội đó và dốc toàn tâm toàn ý cho nó để làm hoàn thiện nó nhất. Đây là đang xây cái điểm đầu tiên của con đường, và con đường này được bắt đầu từ một trường tiểu học. Tất cả sẽ có trong tập 60 chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ Tư ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.